Vâng xin chào các bạn vị uh, nói nhiều câu này có bị nói lộn lối lộ, loại. Lộ. Vâng xin chào các bạn vị thì hôm nay ta quay trở lại với chuyên mục là có nên mua và có một bạn nam giấu tên đã gửi về địa chỉ email Vinh đẹp trai với nội dung như sau. Anh Vinh ơi sắp tới là Noel và Tết rồi em muốn mua tặng chị gái và bạn gái. Cái điện thoại chị em dùng iPhone 5S vỡ nát màn hình mà ép kính hai lần rồi. Như cái em mong muốn là tầm trung Em làm thêm một trung tâm tiếng Anh chỉ được 3 triệu một tháng thôi Máy phải có màu đỏ pin tốt và camera đẹp Cảm ơn anh anh đừng để mọi người biết tên em là Đức nhé, tên mà hay bị chế lắm à, Thực ra bạn Đức thì có cái tên thân thương như là Đức Cớp hay là Đức Cống à, Và à, có một người em trai như bạn ấy thực sự là làm cho chị gái chắc là rất hạnh phúc Là mình nhớ được bộ phim như là à, em trai giả vờ tinh nghịch à, thôi. Rồi chúng ta sẽ quay vào nội dung Thì à, mình đã xem một số mẫu điện thoại trên thị trường ở phân khúc tầm trung Tầm trung của bạn này thì thực ra với đại gia thì tầm trung là tầm khoảng 20 triệu với người thường tập trung khoảng 5-6 triệu nên mình nghĩ là với mức lương 3 triệu một tháng các bạn này chắc là sẽ tầm 5-6 triệu gì đấy à, máy màu đỏ thì mình có khá nhiều nhá nên mình, mình đang dùng một con iPhone 8 Plus đỏ này nhưng con này không phải tập trung à, màu đỏ còn còn có gì đó nhỉ? Vâng thanh niên Đăng Hịt đã nhắc chúng ta là Honor 8X chúng ta có Oppo F9 nhưng mà nó không phải là đỏ hẳn mà lại hơi đỏ tím một chút và theo lời khuyên của bạn Đăng hịp thì chúng ta đang có đây là chiếc Honor 8X là một trong những sự lựa chọn dành cho bạn đấy thì chúng ta sẽ chia sẻ xem là cái máy này có hợp với bạn hợp với lại chị gái bạn hay không đây là cái lời khuyên tổng thể thôi còn muốn chính xác nhất bạn hãy gửi ảnh và link facebook của chị gái bạn vào email cho mình thì mình sẽ tư vấn một cách chính xác hơn Ok, đầu tiên thì là màu đỏ là cái chiếc Honor đã có Cái máy này thì màu đỏ mình nghĩ rằng chắc là chị bạn là mua là theo mệnh Thì màu đỏ thì ngoài cái mệnh ra thì nó là một cái tông màu thể hiện cho sắp tới là ngày lễ như là Noel này hay là cũng như là Tết chúng ta rất thích là màu đỏ bởi vì nó đem lại sự may mắn cho mọi người nhưng một số anh trai thì cũng không thích màu đỏ vào hàng tháng mà thích nó màu đèn xanh như chẳng hạn và các bạn thấy là màu đỏ của Honor 8X thì đặc biệt ở cái chỗ là nó sẽ thay đổi màu ngay cái phần cụ camera thì có một đường kẻ dọc À, tạo nên một cái hiệu ứng rất là đẹp khi chúng ta nghiêng nhìn nhất là nó giống như cái thao tác người ta cầm xoay để chụp hình như này và cái gam màu đỏ thì cũng nghiêng thì đậm nhạt khác nhau và có khả năng phản chiếu như một tấm gương à, chị bạn thì có thể nhìn thẳng vào đây được nhưng mỗi tội là gương thì nó sẽ báo một hồi dấu vân tay nên đồng thời dùng phải giữ gìn Ngoài ra thì mình thấy bạn có nói là chị bạn thì dùng điện thoại vỡ màn hình đã thay ép kính hai ba lần rồi Thì với chiếc máy này thì trong hộp sẽ có một cái ốp cao su để bạn thể tặng chị luôn Để giữ giữ gìn sao cho cẩn thận Và máy khi mua về cũng có một cái miếng dán màn hình luôn bạn nhé Không phải mua kèm nữa Nhưng mà cái dán này không phải dán cường lực mà chỉ là chống trầy một cách bình thường thôi Nhưng ít ra thì có ba cao su để bảo vệ cho chị cũng À ý lộ, bảo vệ cho túi tiền của chị bạn để không cần phải thay thế quá nhiều cái yếu tố thứ hai bạn cần đó là pin thì con này có một cái dung lượng pin tốt à, và đặc biệt là nó là một trong những máy mà mình đánh giá pin cực kỳ khỏe và các bạn thể xem cái thời gian mình đã ghi rất là rõ ở đây đấy là bọn mình test bao gồm một chơi game chứ uh, chị của bạn mà không dùng chơi game thì chắc pin sẽ rất là ok và máy chúng ta sử dụng con chip kirin 710 con chip này thì có tiến trình 12 nanomet tiết kiệm điện năng so với con chip một số đối thủ trên thị trường là đang là 14 nanomet Yếu tố số 3 về chụp hình thì thực ra cái chụp hình cũng tùy theo cái trình độ của chị bạn Nhưng mà đầu tiên nếu mà về selfie thì mình nghĩ chị bạn sẽ khá thích chiếc máy này Mình thì lại không phải là fan của selfie của chiếc Honor 8X Bởi vì là nó là mịn da nhiều và da trắng Nhưng con gái lại thích cái kiểu này bởi vì các bạn rất hay dùng các mấy phần mềm như là Selfie quần quay rồi đó mình không nhớ tên Bây giờ không dùng camera 360 các bạn dùng những phần mềm gì đấy nhưng đều là làm cho da mịn trắng hơn. Và ngoài ra ở chế độ selfie chiếc máy này thì có thể chỉnh các mức độ làm đẹp này. Rồi chúng ta sẽ có thấu kính AR để thêm được các cái bộ lọc filter. À, nghe đồn là cái này có thể nhìn thấy được tương lai như Trung Anh lần trước dùng cái camera này tự nhiên mọc sừng trên đầu. Thế xong bắt đầu chuyện gì xảy ra thì các bạn đã biết rồi đấy và <laughs> mình cũng có những cái khác như làm tai mèo đấy và rất nhiều cái thể loại khác nữa nên mà mình nghĩ đây là một chiếc máy có camera selfie phù hợp với chị của bạn còn về camera sau thì nó cũng có cụm camera kép như các bạn thấy ở đây thì có hai camera với hai độ phân giải khác nhau hỗ trợ chụp chân dung xóa phông ở phân khúc tầm trung thì phần lớn là đều có những cái chế độ chụp như thế này rồi à, chúng ta có chế độ chụp chuyên nghiệp nhưng mình nghĩ chắc chị bạn chả biết là cái chuyên nghiệp là cái quần gì đâu mà con gái chỉ đơn giản nhất là chụp hình và hết thì với sản phẩm này thì chụp ảnh phải biết chụp một chút thì bạn tốt nhất bảo chị bạn là email cho mình và xin số điện thoại thì mình sẽ tư vấn một cách cụ thể hơn nhé <laughs> mình sẽ cầm tận tay chỉ vào từng chức năng một để làm sao chụp hình cho đẹp nhất rồi vậy trong máy này thì mình nghĩ là bạn không hỏi về cái yếu tố khác như mình nói một chút nữa là con gái thì sẽ thích màn hình lớn để các bạn thể xem phim thì chiếc máy này có màn hình hiển thị đẹp rất là rực rỡ để xem phim, lướt web, chơi game một cách thoải mái nhất mình không muốn chị bạn là tập trung xem những thứ gì quá nhỏ bé thì nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến mắt đặc biệt với con năm iPhone 5S chị bạn dùng thì quá lâu và màn hình nhỏ như vậy thì những người con gái có một thói quen khi dùng những cái gì nhỏ chuyển sang cái to sẽ rất là sướng và mình nghĩ là cái con Honor 8 X này to hơn rất nhiều về màn hình so với chiếc iPhone 5S chị bạn sẽ cực kỳ thích cái chiếc máy này để mà giải trí như vậy bạn có thể dùng cái chính cái câu mình vừa nói để tư vấn cho chị gái của mình và sản phẩm này của chúng ta thì tất nhiên là chính hãng này các bạn sẽ được bảo hành các thứ thoải mái ngon lành cành đào thì bạn có thể yên tâm về dịch vụ hậu mãi trong hộp cũng có cáp sạc các thứ để cho chị mình là coi như tặng hàng mới nguyên siêu ngon lành luôn như vậy thì qua video lần này mình đã tư vấn cho bạn một một người em trai rất là hiếu thảo và yêu người chị gái của mình trong đấy các bạn có hỏi mua cả cho bạn gái à? nhưng mà nói thật đừng mua quà tặng bạn gái các bạn phải hiểu này đầu tư cho bạn gái chắc gì sau này làm vợ mình giống y như kiểu là nuôi không vợ thằng khác vậy nên tốt nhất là không nên mua quà tặng bạn gái đây một lời khuyên chân thành đấy. tú nghe chưa tú nghe chưa và hy vọng bạn sẽ mua lời trước để phù hợp để tặng cho chị gái của mình nhân dịp Noel và cũng như là Tết âm lịch sắp tới Như mình đã nói rồi có nhu cầu cụ thể hơn bạn có thể email uh, link Facebook cũng như là ảnh của chị gái mình để mình sẽ tư vấn cả số điện thoại các thứ nữa cũng được và các bạn thì sao các bạn sẽ tư vấn cho chị gái của bạn này chiếc máy nào hãy comment mình biết bên dưới và hẹn gặp lại bạn vào các video lần sau nhưng mà phải xinh thì mình mới tư vấn kỹ một chút chứ còn nếu mà không thì để rất Trung Anh tư vấn tại Trung Anh chưa có nhiều mà